Thưa quý vị, từng bước mở cửa sản xuất kinh doanh tại các vùng xanh với yêu cầu doanh nghiệp cơ sở sản xuất phải có phương án đảm bảo phòng dịch an toàn. Các cấp ngành chức năng của tỉnh cũng đang tích cực hỗ trợ doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để đẩy mạnh phục hồi. Dưới sự đồng hành này, nhiều doanh nghiệp đã nhanh chóng ổn định hoạt động. Ghi nhận về sự thích ứng an toàn khi trở lại sản xuất của một số doanh nghiệp tại khu công nghiệp Đông Xuyên, thành phố Vũng Tàu. Trở lại hoạt động từ ngày 24 tháng 9 đến nay, 89% lao động, tương ứng với 4.800 người thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất giày Uy Việt trong khu công nghiệp Đông Xuyên, thành phố Vũng Tàu đã đi làm, theo phương án phòng chống dịch được chính quyền thành phố phê duyệt. Hơn 3.600 người lao động của công ty cũng đã được tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1, đạt tỷ lệ hơn 81%, 34 người đã tiêm mũi 2. Cái khó khăn nhất đấy là của doanh nghiệp là đảm bảo an toàn cho người lao động trong quá trình sản xuất. Thì như vừa rồi thì đã bên ban quản lý khu công nghiệp cũng như cái chính quyền địa phương đã bố trí cái nguồn vaccine để tiêm chích ngừa cho toàn bộ người lao động của doanh nghiệp chúng tôi. Và hy vọng trong thời gian sớm nhất sẽ là bố trí được mũi 2 cho toàn bộ người lao động. Công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Phương Vũng Tàu có hơn 2.200 lao động, thì hơn 80% lao động được tiêm mũi 1 vaccine phòng COVID-19. Khi tỉnh và thành phố Vũng Tàu nới lỏng giãn cách phòng dịch, 70% người lao động quay trở lại với công việc. Số còn lại chưa thể đi làm là các chuyên gia và người lao động đang ở ngoài tỉnh. Trở lại hoạt động từ ngày 23 tháng 9, công ty đã chuẩn bị đầy đủ về thiết bị vật tư y tế, bố trí lực lượng kiểm soát dịch COVID theo quy định phòng dịch và quy trình xử lý bệnh của ngành chức năng. Mong muốn rằng tỉnh ban hành công văn làm sao để rõ ràng cho các huyện, các thành phố, thị xã ở phía dưới thực hiện thông suốt cái việc đi lại cho người lao động và nhất là cho phép họ đi lại bằng phương tiện cá nhân để chúng tôi xử lý vấn đề về công suất và quay trở lại sản xuất được 100% càng sớm càng tốt. Để hỗ trợ các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Đông Xuyên phục hồi nhanh, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã thành lập các tổ kiểm tra giám sát về phòng dịch an toàn tại doanh nghiệp. Những tổ này chính thức hoạt động từ ngày 11 tháng 10. Qua kiểm tra, các tổ ghi nhận hầu hết các doanh nghiệp thực hiện tốt phương án phòng dịch được cơ quan chức năng thẩm định, phê duyệt, trong đó có việc xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người lao động 5 ngày một lần, thường xuyên kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế người lao động, xe chở hàng và tài xế, phụ xế không được vào nhà máy, hàng hóa giao nhận tại cổng và được phun khử khuẩn trước khi đưa vào khuôn viên nhà máy. Các doanh nghiệp thực hiện một cung đường, hai điểm đến với lao động lưu trú tại thành phố Vũng Tàu, lao động lưu trú ngoài thành phố Vũng Tàu thực hiện 3 tại chỗ. Cái doanh nghiệp mặc dù là cái số lượng công nhân khá lớn nhưng mà cái quy trình khi công nhân đi làm việc vào doanh nghiệp, rồi làm việc ở tại doanh nghiệp, sinh hoạt ở tại doanh nghiệp, rồi công nhân trở về lại thì ngay tại doanh nghiệp thì công nhân cũng rất là có ý thức tuân thủ về cái đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Có doanh nghiệp thì người ta cũng đã rất là chủ động làm việc với lại cấp phường xã có liên quan. Để giữa doanh nghiệp và phường xã cũng đều nắm được cái lực lượng lao động đang làm việc tại doanh nghiệp mà ở tại địa phương. Các bên có cái phối hợp với nhau rất là nhịp nhàng để quản lý cái lực lượng lao động này. Để có thể phục hồi và tăng tốc phát triển, các doanh nghiệp đề nghị tỉnh có giải pháp tháo gỡ khó khăn trong việc cấp phép cho chuyên gia vào địa bàn tỉnh làm việc, cũng như việc di chuyển qua lại của người lao động giữa các huyện, thị, thành trong tỉnh.